Đây bây giờ tôi sẽ vớt ra nhá, các bạn nhớ này này, cho ra để ta lót giấy vào để cho nó thấm mỡ đi. Cái món này các bạn chấm với tương ớt. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món lòng heo chiên giòn. Đây là lòng heo các bạn nhé. Trong đó có rượu, giấm, chanh, gừng, hoa hồi và quế, muối tinh và đây là mạch nha. Trước khi để làm món này thì tôi sẽ làm tẩy hôi cái lòng này đi để cho nó sạch sẽ. Muốn để tẩy hôi thì các bạn phải cho một chút coi như rượu vào đây và một chút giấm để ta bóp cho nó sạch. Tôi cho lòng vào trong cái tô này trước. Đây là rượu các bạn nhé. Tôi sẽ cho một thìa giấm nữa vào đây. Đây là tẩy hôi các bạn hãy nhớ. Ta tự làm và ta sẽ sử dụng thì hoặc là cho gia đình ta sử dụng thì các bạn làm phải thật sạch sẽ nhé. Để đảm bảo cái vệ sinh. Đấy, bây giờ tôi sẽ ra rửa sạch nhé. Gừng này các bạn phải đập dập ra nhé. Đấy, ngần này gừng là được rồi. Tôi sẽ cho gừng vào trong nước đây. Gừng là không thiếu được trong cái món tẩy lòng với cả chân lòng. Tôi sẽ cho một ít hoa hồi với quế vào nhé. Đấy, cái gì cho vừa thôi, không cho nhiều quá mà là sức mùi. Ta cho một chút rượu này. Ta cho một chút giấm này. Đồng thời ta phải cho lòng vào để trần luôn, nếu không là rượu với giấm nó bay hơi hết. Đấy, các bạn cho vào phải đảo thật đều. Đây các bạn thấy lòng tôi đã trần đủ thời gian rồi. Các bạn nhớ là ta cũng không nên trần nó kỹ lâu quá nhé. Chỉ độ trong vòng 5 phút thôi là các bạn phải cho ra ngay. Các bạn cho ra để trông nó vừa ngon và vừa trắng. Cái độ giòn của nó cũng là hợp lý thì các bạn phải cho vào nước lã. Đây gọi là nước lạnh nhé. Các bạn cho nước đá hay là cho vào nước lạnh. Thế nên nó giòn lòng. Đấy là hợp lý rồi các bạn ơi. Đây tôi sẽ cho mạch nha vào trong cái bát nước nóng nha các bạn, hãy nhớ thì mạch nha nó mới tan được, nếu mà các bạn cho nước lạnh là không bao giờ tan được đâu. Không, các bạn khuấy đều đã để cho mạch nha nó tan ra nên được ấm ấm. Các bạn cho một chút giấm này. Đấy. Các bạn cho một chút rượu này. Các bạn thấy cho coi như thế là lửa của chanh nha các bạn, bóp vào đây là được rồi. Tôi sẽ tẩm ướp vào mấy lòng. Để tạo cho lòng nó ngấm hợp lý và nó có tăng cái độ giòn. Đây là một cái bí quyết nha, các bạn hãy nhớ. Khi ta ngâm cái nước mạch nha này này, đấy, mấy một chút nước cốt chanh này, mấy rượu, mấy giấm này. Đấy, ta ngâm vào để cho lòng nó được giòn nhanh hơn và nó thơm ngon này. Các bạn nhớ là tôi sẽ lấy một cái mặc áo đây. Tôi sẽ cho lòng vào đây. Đấy, tôi sẽ treo lên để phơi. Ta phơi vào tầm một khoảng độ 2 tiếng. Rồi, được rồi, ta sẽ mang ra ta phơi nhá. Đây, các bạn ơi, tôi đã phơi được 2 tiếng rồi. Đây, cái ngắn thì sẽ cho vào đĩa luôn. Cái dài thì tôi sẽ phải thái ra. Thái cho nó ngắn bớt ra xong rồi tôi chiên.
Cái này tôi phải thái cắt nó ra làm 3, làm 4 cho nó ngắn bớt đi. Đấy. Được rồi, đấy. Thì tôi cho vào trong cái đĩa này xong để tôi gióm lửa lên để tôi chiên nhá. Các bạn nhớ là cho dầu trong chảo các bạn thì cho vừa phải thôi, cũng không nên cho nhiều quá. Đấy, nó nóng vừa phải này là được. Các bạn mà để nó nóng quá là nó nhanh bị cháy. Đấy, bây giờ là các bạn phải chỉnh lửa cho hợp lý. Nếu mà các bạn để to quá là cháy đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ vớt ra nhá. Các bạn nhớ này này, cho ra để ta lót giấy vào để cho nó thấm mỡ đi. Trong lúc này nó vẫn còn đang reo rẻo và nó ấm ấm, thế nên tôi phải tranh thủ cắt luôn. Đấy, cắt luôn thì sau khi nó nguội là giòn là vừa. Thế để về sau này giòn là khó cắt các bạn. Tôi đã làm xong cái món lòng heo chiên giòn. Bây giờ hôm nay tôi lai dài uống mấy cả một cốc bia để mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Cái món này các bạn chấm với tương ớt. Đúng là lòng heo chiên giòn. Giòn vô cùng các bạn ơi. Ngon ơi là ngon, rất là thơm. Khi ta chiên là ta chiên nó vừa lửa thôi. Lúc đầu ta để cho dầu nó sôi, về sau này các bạn phải cho vừa lửa, nếu không là nó sẽ cháy mà nó lại không giòn. Bởi vì là ta ngâm với cả mạch nha thì bao giờ cũng vậy, nó xém rất là nhanh. Nhưng phải nói rằng nó tạo cái độ giòn cũng rất là nhanh, cho nên các bạn phải dùng lửa là hợp lý nhá. Làm món này thì các bạn hãy nhớ đây này, nó hao rất là nhiều. Bởi vì là khi các bạn luộc thì nó đã co, xong các bạn lại phơi 2 tiếng, xong các bạn cho vào chảo để chiên. Thế cho nên là đấy là một tô lòng rất là nhiều. Trông thì nhiều, thế nhưng khi các bạn chiên lên nó còn rất ít. Nhưng phải nói rằng ăn thì rất là ngon. Các bạn hãy nhớ là như thế. Ăn có cái món mạch nha này rồi thì các bạn hãy nhớ lên này, nó có cái vị ngọt ngọt. Nhưng ngọt đó là ngọt rất là hợp lý mà lại thơm. Mà các bạn chiên thì nó rất là nhanh giòn. Đấy, các bạn hãy nhớ là như vậy. Các bạn hãy cố gắng làm đến một lần, các bạn sẽ nhớ mãi. Một cái món này ăn ta uống lai dài với cả một cốc bia, vừa sạch sẽ vừa đảm bảo được cái vệ sinh, rất là tốt mà rất là thơm ngon. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.